những loại thức uống giải độc tốt cho thận. Theo Bolsky, thận là một trong những cơ quan quan trọng nhất giúp loại bỏ các chất độc ra khỏi cơ thể. Thận không khỏe sẽ mất khả năng lọc chất thải, độc tố bắt đầu tích tụ trong cơ thể và dẫn đến sỏi thận, suy thận. Dưới đây là những loại thức uống giải độc tốt cho thận. Hôm nay hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu qua video dưới đây nhé. Nước ép củ cải đường. Củ cải đường chứa betaine, một chất phytochemical chống oxy hóa và làm tăng độ axit của nước tiểu. Nó thúc đẩy chức năng thận và ngăn hình thành sỏi thận. Nước chanh. Nước chanh có tính axit tự nhiên làm tăng nồng độ citrat trong nước tiểu, ngừa sỏi thận. Rượu giấm táo. Giấm táo rất tốt cho sức khỏe và giải độc cơ thể, đặc biệt là thận. Các axit citric, acetic, phosphor trong giấm táo giúp phá vỡ và ngăn ngừa hình thành sỏi thận. Trà bồ công anh. Lá bồ công anh chứa chất oxy hóa gọi là flavonoid, làm sạch thận, sạch máu và tăng lượng nước tiểu. Uống trà bồ công anh hàng ngày sẽ giải độc thận và ngừa bất kỳ bệnh thận nào. Nước ép cà rốt. Cà rốt chứa caroten, giúp phòng ngừa ung thư, thải độc tố và kim loại nặng từ thận. Nước ép rau quả. Các loại nước ép từ rau chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất. Các loại rau như cần tây, dưa chuột, rau bina, rau diếp rất tốt cho thận. Nước dừa. Nước dừa là thức uống giải khát tự nhiên, ít đường, ít axit, không calo và nhiều chất điện giải thúc đẩy chức năng thận. Nước ép dứa. Dứa giàu chất dinh dưỡng và chất chống oxy hóa. Quả có chứa một loại enzyme giúp hỗ trợ hệ miễn dịch, làm dịu kích thích và thúc đẩy chức năng thận. Trên đây là các loại nước uống cực kỳ tốt cho thận. Các bạn hãy tích cực sử dụng để tăng cường sức khỏe nhé. Chúc các bạn luôn vui khỏe. Nếu các bạn thấy video hay, xin hãy like, share và đăng ký kênh để cùng đón chờ các video thú vị tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.